bốn phương cũng về với làng dân nơi gắn bao kỷ vật thân ngày đến xin dự giới thiệu tuyến chuyến đón du khách về thăm nơi đây cán bộ nhân viên chăm lo bảo quản luôn luôn tận hoàng chúa quê mẹ đến quê nội làng sen khu mồ ba hoàng thị loan có chúng tôi phục vụ luôn sẵn sàng phục vụ công việc bảo tốn tốn bảo luôn đổi mới tuyên truyền đầy đủ mọi thông tin thiếu thời của bằng cả gia đình của bằng đảm bảo an ninh trật tự phòng chống cháy nổ an toàn môi trường sạch đẹp khang trang làm vui lòng khách đình mãi mãi con lưu luyện khách đường nghe rồi đi kẻ chuyện với dòng nghe rồi mới ngọt ngào thần xúc chẳng lòng du khách biết bao nghe trong chuyện kể nhớ công lao ba cơ hơn 60 năm cùng đồng lòng xây dựng khu di tích Kim Liên điểm đến tự hào luôn đoàn kết thương yêu khó khăn ta chẳng quan và lòng bao cánh để lưu luyện giữa quê người niềm hạnh phúc chúng tôi tháng nay phục vụ từ bốn phương trở về thăm quê bạn nỗi lòng biết ơn niềm nhớ thương vô hạn thắp nén hương thơm thành kính dâng ngưỡng nơi cánh cổng đông đưa lời dù mẹ ơi căn nhà là đơn sơ yêu từng kỳ vật con ngõ nhỏ quanh có đến hàng cây giống bụt bọn bạc vẫn đâu đây thật gần gũi thân quen
di tích thiêng liêng luôn sẵn lòng đón tiếp. Hướng dẫn Việt Minh chu đáo từng đoàn khách, ý thức mỗi việc làm thật cao quý thiêng liêng. Đời đời kim liền mãi mãi niềm tự hào, vẫn mọi miền luôn hướng tới làng xe, đi trong mênh mông hương ngát trời quê, lòng dân sâu nặng thương nhớ Bác Hồ. Con ơi làng xe đẹp cùng ta tự hào, đi lên mừng và vũ khí tình kim liền, bên nhau chung tay khuya sớm ngày đêm, niềm vui đón đợi du khách xa gần. Thank you.